chào mọi người, chào mọi người đã trở lại trên nó mà nào. Hôm nay hả, quán cùng núp TT chơi một mini game mới ở trong Midua nữa. Đó chính là cái mini game về đi săn rồng, hiệp sĩ rồng. Và mình sẽ trở thành một trong những người hiệp sĩ để tiêu diệt những con rồng quái ác ở trong cái map này và nâng cấp vũ khí chúng ta lên thành cái kiếm xịn sò. Ê mày, cho con gì mập địch vậy núp? Mập đâu mập mày, cái mũ của nó bự, cái tóc nó nhiều. Thấy tao có dơi bay xung quanh không? À, con này là gì trong cuộc vấn là... Bị săn rồng đúng không? Tao phải mặc bộ đồ xịn sò để đi săn rồng. Ok luôn, bây giờ thì tụi mình sẽ đi săn rồng và sẽ nâng cấp những bộ đồ VIP lên nha mọi người. Được rồi, đầu tiên chúng ta sẽ free, sẽ vô được cánh cổng màu trắng mọi người. Đây, ở trên này rất là nhiều rồng luôn. Wow, con rồng gì đẹp vậy? Ôi, con rồng màu vàng ở trên đẹp hơn nè mày. Vàng nè, đỏ nè, con rồng vàng, con rồng hổ nè. Ui, nó rớt được con mắt Dragon Eye mọi người ạ. Ôi, mấy con này khá là yếu. 100 đô, quýnh một con được 100 đô. Quýnh một con là được một cái con mắt rồng nha. Ủa, mà sao mấy con này nó hiền quá, nó không quýnh mình chết đó. Ê, sao tao không thấy con mắt mày? Rớt cho người mình á. Tại vậy hả? Nè. Kiếm nó có thiệt chiêu sao không có? À, mới nói nó không quýnh mình, nó quýnh mình thấy mồ luôn, mồ cho mình tính xác rồi nó sẽ quýnh được mình nha. Ủa mày không được, nó có mắt hả? Con mắt nó mới quy đổi ra. Quy đổi ra, ủa sao tao chết rồi vậy vậy? Chết cha ơi, quýnh lần hai con luôn. À, khá là dễ mọi người ạ. Ui, cái gì mà được cọc tiền vậy ta? Hình, à, biết rồi mọi người, 1000 đô sẽ được một cọc mọi người ạ. Wow, cái này là một cọc đô nè mọi người, 1000 đô. Ha ha, là 1000 đô chúng ta sẽ chuyển thành cái cọc tiền. Trời ơi, tao mất có 500 đô à. Mày, nè. Ủa, cái bọn kia nó bán nhiều tiền. Ôi, con mắt sau này rất ngược nha. Cộng 100 đô. Sáu nè. Đây là rồng nước không à. Ui, đông thế. Từ. Cái này stuck. Nó dí tao như con rắn á mày ơi. Con rồng gì mà nó dí cái đầu nó như con rắn vậy. Nó mổ như rắn luôn á. Con rồng đó, con rồng kiểu như rồng biển mà. Con rồng cạn là rồng lửa nè, con đó là rồng biển. Mấy con rồng này khá là yếu à. Không mà mạnh nữa mà quýnh không lên nổi đồ. Ai được hai cọc tiền rồi, thôi đi chở về coi. Có mua được cái gì không? Đây, chúng ta có map nè, chúng ta cho mua đây những con bét cho mình xong rồi. 1000 đô. Và cái cổng này sẽ bán với giá là... Ờ, này chắc mình phải qua mọi người. 500 đô sẽ được cái này là cái... Cái này là gì nhỉ? Bên cái này là hình như lên đi kiếm hay sao mọi người ạ? 1000 đô. Ồ, mình lên được... Trời, mình biến thành người này mọi người ạ. À, mình sẽ nâng cấp từ cái bộ xương này lên tới bộ xương vua mọi người ạ. À, hiểu rồi. 1000 đô, ok, cái này cái kiếm 5000 đô, nâng cấp kiếm 500 đô coi nào. Ủa, cái này làm gì ta? Kiếm cái kiếm nào vô đây mà gõ một cái thì nó chết à. Ồ, oh, có bét rồng luôn các thứ nè. Trời ơi, là mua hai phép mọi người ạ. Cái này là mua bét rồng mọi người ạ. Ủa, mày có bộ đồ gì nhìn như con xương vậy? 1000 đô cộng thêm đam cho mình ấy. À. Ê, mua đâu ạ? À? Mua cái đồ giáp ở đâu vậy? Ồ, bây giờ mình cầm này khỏi thấy kiếm luôn mọi người ạ. Đây là giáp bộ xương, nâng cấp bộ xương luôn mọi người. À, thợ săn rồng mà đúng rồi, mình biến thành những con rồng luôn đấy. Có bét đâu vậy? Ơi, sao mà biến thành thằng này mà lượm đồ không được vậy? Biến thành thợ săn này mà sao mình quýnh được? Mình quýnh không lượm đồ được mày mồi ơi. Ê, sao tao không cầm cái kiếm được luôn nè mày? Ờ, mình biến thành con người đó, mình không thể nào mình lượm đồ được, đúng rồi, kỳ lắm. Kỳ vậy, giờ lấy xuống đi. Lấy xuống đi, chịu hỏi rồng nè mọi người. Chịu hỏi bé rồng nè. Bé rồng, ui, con bé rồng vàng, tiêu diệt mấy con này mình sẽ được con rồng. Con bé rồng vàng sẽ theo mình. Ê, tính ra mình chịu hỏi đó, nó không làm gì ta. Vậy, chịu hỏi ra giết luôn vậy hả? Lạ vậy trời. Chịu giết được nó luôn hả? Ờ, chịu hỏi ra, mình giết nó luôn. Là sao? Vậy rút cuộc cái này là không nghĩa mục đích là gì mọi người? Rồi ra coi có được tăng cái gì không? Thì không hay tăng cái gì hết. Tao quýnh phụ mày. Tao quýnh đâu, tao quýnh nó luôn chứ. À, vậy là triệu hồi ra để mày quýnh. Triệu hồi nó farm tiền cái gì mọi người? Thôi thiếu rồng quá hay sao? Đâu đảo này nhiều rồng thấy mồ luôn mà. Ôi chết luôn kìa. Ôi giờ mua bé thôi, không mua bé đâu, mua bé chi? Được, mua cái 500 phế lắm. Cái này là 10.000 thôi, mình xong mua cái này lên. Ồ, mua bộ đồ cũng có được gì đâu, thôi không mua.
10 À không mấy, mình mua hàng hồi, mình mua hàng cung tên. Blue Bottle 1500 tiền mọi người, hình như đủ nè. Ê, có nâng cấp kiếm được không? À, lên Blue Bottle nè, lên cổng xanh nè nè, nấp đi qua cổng xanh ké được không? Hình như đi ké được sao, hình như đi ké được lắm rồi. Ui, hình như có con rồng mới nè. Ủa sao nấp đi ké được vậy? Ngon. Mày mở khóa tao đi được luôn. Ôi cái này là mở đi ké. Ui, mấy con rồng này đẹp quá mọi người ha. Ui, ghê quá à, dưới nước ghê quá. Sao có thằng ở đây? Phải có đồ hồi... Uầy. Ê mày phải mua cái gì mà tăng oxy hả? Không bảo đâu. Ủa đâu có, mình đâu có mất oxy đâu. Đâu có mất oxy đâu mày. Hình như đâu bị mất đâu. Không bị mất oxy, không bị mất oxy. Ừ, mình làm thoải mái luôn. Uầy. Cái này quýnh hơi cặn á mọi người ơi. Quýnh nó khó quá. Quýnh khó quá à. Chết rồi, chết rồi. Nè, cái này có đổi xu nữa nè mọi người. Ây, chị đổi xu, đổi ảo coi. Trời ơi, nó quýnh tao chết ngắt. Coi map. Ê, làm sao để tao mạnh hơn đi trời, nó quýnh tao chết rồi. 10.000 tiền, trời ơi, cái này 5.000, trời ơi, sao mà tiền mua, khổ quá. Quýnh con nó còn 100 đồng chứ mày. Hay là mua bộ giáp mới xịn hơn mày. Tê mặc bộ giáp vô, ồ mà bộ giáp vô không quýnh. À, quýnh được 2 mắt mà, quýnh được 2 mắt mà. Đúng rồi, được mắt nhiều hơn nhưng mà khó quýnh quá à. Kệ nó. Trời ơi, con mắt nó rớt xuống đáy luôn mọi người ạ. À. Cây thế nhờ. Ui, con này nó chơi tuyệt chiêu luôn mọi người ạ. À. À, mắt dưới đây rớt quá trời nè, nãy mình quýnh rớt quá trời mắt này, hàng ghế ít tiền, ghê thiệt chứ. Lặn xuống đáy mà đánh đi nó bơi, lặn xuống đáy nè, đánh. Lặn xuống đáy. Lặn xuống đáy quýnh cho dễ. Ừ, tao cũng lặn. Này mà lặn xuống đáy mình quýnh cho nó dễ, chứ mình ở trên bờ quýnh mấy con rồng nước khó quá. Lì với chúng tôi hả? Được, quýnh dưới đáy còn rớt. Quýnh dưới đáy cho nó dễ. Được 4 tắc tiền rồi. Ôi, sao được một lần 2.000 luôn nhở? À quên, lất rồi được 2 cái cục đó mà. Ê, quýnh dưới đáy như vậy mà, cái map này khá là hay luôn ha. Có nhiều con rồng thì xịn thiệt chứ. Ồ, tao cũng được 4 stack tiền nè. Trời, tao chết rồi. Ơi, bây giờ để dành tiền mua gì mày? Ê, ở bên cái chủ đề này là gì vậy? Có mua gì mạnh hơn không? Không biết trời. Nữa, lên 5.000, không biết như có 5.000 rồi nè. Cái này mua bét hả? Chủ đề này là mua bét hả? Để cày lên mua cái đồ xịn hơn coi. Đi qua cổng mới thôi. Đi qua cổng mới, đỡ đi cổng này đi dưới nước không khó chịu quá. Chắc con tiếp theo là con mét rồng hay sao á, chịu hoàng mét rồng á nè. Mét rồng của mình ra nó không quýt với mọi người ạ. À. Mét gì lạ kỳ á trời. Ui con này có tuyệt chiêu ra bọc bóng nhìn ghê lắm. Thôi để mình farm lên 10.000 luôn đi, coi về mua được cái gì ở cái này gì đây. Con rồng nó chui bên đó luôn rồi. Rồng nước, rồng nước nè. Bơi xuống này coi mấy đứa bơi bị cao vậy, bơi quýt sao quýt. Tao chết hoài nãy giờ luôn á. Đứng dưới nước quýt dò mà. Quýt như cái chân đó, quýt xa xa ra vừa quýt vừa lui, nó không quýt trúng mày đâu. 8.000 rồi nè mọi người, 10.000 luôn rồi, coi mình nâng cấp coi. Mình đi mua cái cổng mới coi nào. Cổng mới có farm được tiền nhiều hơn không? Nhưng mà không có nâng cấp được vũ khí mày. Được, chắc chắn mấy cái cổng D kia là vũ khí ấy. D, nãy tao mới mua D nó ra một con bét. Bét mấy ngàn? 500 đó, nó ra con rồng tôi giết nó luôn. 500 nằm mới giờ. Lấy con mắt. Mấy bét ngàn á, 5.000 á chứ, 9.000 rồi nè. Quýnh lui lui rồi xíu bị con mấy gọng quýnh á, 9.000 rồi nè. Nãy tao chưa chết bạn nào, nó chết hoài đó. Mày quýnh đi chân nó đó, mày quýnh đi chân nó đó, nó không quýnh chúng mày đâu. Mày quýnh cái mày lui á. Không, tao không biết cái đầu nó đâu để mà lui á mày. Mày quýnh cái chân á, mày quýnh thằng cái mày lui lại, mày đừng có đứng nhìn nó. Ôi tao được 10.000 rồi nè, tao trở về coi tao quýnh con trở về lẹ. Mày quýnh đi. Một cái nó không phải chết được. 10.000 nó mua được thằng này đâu mọi người, nhưng mà từ từ mọi người. Mình sẽ đi mua cái này hạ 10.000, trời ơi, thôi đi mua cổng mới đi. Cổng màu hồng đi. Màu hồng 10.000 nè. Nó bơi qua cổng màu hồng nó bơi. Ngon hơn không? Ngon, trời ơi. Quýnh đi mấy con rồng, mấy con rồng robot biến hết tàu bay được luôn nè. Giống như Latias đổ mọi người. Ui.
Ôi, con này có nhiêu đây? 303 đồng. Hình như là mình có cái kiếm này mình đi săn hết tụi nó chứ mình không được nâng cấp kiếm đâu. Tụi nó cũng khá là yếu, không có mạnh lắm. Cái vụ án gì tự nhiên tao đi vô cái gì tao về nhà luôn rồi. Vô cái vòng màu đỏ là phải đi về nhà. Vô cái thác này farm hết xu luôn rồi. Ôi, farm này nhanh phết, 3 con được 1000 rồi. Ôi, con rồng này nó có cái khi đỡ nữa chứ. Chơi cho đỡ. Nè, rồng chui nước. Ôi, mới đi quýnh còn xíu 4000 luôn rồi. Này farm khá là dễ luôn ấy. Kiểu như nếu mình mạnh quá mình quýnh thì quá đơn giản đúng không? Chắc mình nghĩ nâng cấp lên bộ đồ giáp mới đây. Tao kiếm tiền tao đi mua bộ giáp mới thử 10000. Nè, tao có 6000 nè. Ôi trời, chui ngay đó bay về nhà luôn rồi. Ừ, mấy rồng chung vô đó mày vô cái bay nhà luôn. Đứng đâu ngoài coi. Đứng nó sao tao quýnh được. Đúng rồi, xịt ra. Rồi. Ok, 8000. Cái này là thợ săn rồng mọi người ạ. Mình là thợ hiệp sĩ rồng luôn á. Kiểu mình săn mấy con rồng mình nè. Ồ, 9000 rồi nè. Ok, giờ về coi nè. 10000 mình sẽ lên bộ giáp tiếp theo, bộ giáp nâng cấp. 10000. Ủa? Ê mày, 10000 nó ra một cọc tiền. Cọc tiền bự luôn. Ok, tao đi về nha. Tao mua bộ giáp nha. Mày mua giáp 10000 thôi, test coi. Trời. Mang cho thử coi đẹp không? Mang cho mạnh không? Mang vô rồi nè. Giờ đi qua quýnh thử coi. Ôi ơi, nó biến thành hiệp sĩ rồng level 2 mọi người ạ. Cầm cái kiếm. Ủa. Lên, cầm cái kiếm lên, cầm cái kiếm lên, quýnh nó vẫn có tác dụng cái kiếm á. Không lượm đồ được hết ta? Không lượm đồ được. Quýnh hết rồi tí lượm. Mạnh hơn mày, mạnh hơn. Quýnh nó cái chết hả? Quýnh hai cái chết. Tao lượm tiền cho. Tao lượm tiền, tao đi qua cổng, tao mua cổng 20000 cho. Ờ, mày quýnh đi nấp, mày quýnh đi tao. Tao mày cùng pha, mày quýnh đi đừng có lượm đồ, mày đã nâng cấp đi tao để tao mua cách cổng nha. Tao được 18000 rồi nè. Quýnh pha cái chết, quýnh hai cái chết. Vậy là ngon rồi. Ê, đúng không? Mới đi qua cổng mới, đi qua cổng mới. Mày đã nâng cấp hiệp sĩ rồi, đi qua cổng mới đi. Tao từ lượm hết tiền này đó, đi qua cổng mới. Cái này đi. Là chơi, cái này là gọi là chơi heo tim mọi người, chơi bạc tí mọi người. Nấp quýnh là mình sẽ là người lượm mọi người, một người nâng cấp giáp, một người sẽ lượm. Ở này 50000 nấp ơi, thôi, chui lại. 20000. 50000 lận, bây giờ tao mới có 23000 à. Cổng mới là 50000. Còn bộ giáp mới là 20000. Rồi, rồi. Em mua thử bên cái chỗ vô. Thôi để dành tiền mình mua cái cổng mới mình phạm tiền cho nó dễ. Giờ mình quýnh cho quýnh đau lắm. Mày cứ quýnh đây tao lượm tiền cho. Tiền quá trời này nè. Tao được 24000, 50000 mình mới lên được cái cổng mới. Cái này là chơi heo tim mọi người nên thành ra là sẽ kết hợp cùng nhau để mà mình bay lên trên sao mình chân nó cũng quái đâu. Đừng có chui chỗ đó. Né cái dòng đỏ ra, cái dòng đỏ nó sẽ giúp mình đi trở về. Rồi mới nói xong mình chui luôn mọi người, mình đánh né rồi. Cổng yellow. Chúng ta sẽ đi qua. Ê. Qua lượm tiền cái mày. Từ từ. Thế đây nó muốn là sợ. Đã 30000 rồi, 30000 rồi. Hết tiền. Trời ơi, mà tao không làm được gì hết. Đi tiền nó lướt qua tao. Chúng ta không hề quen nhau. Vô đây, chở cái này quýnh với 3-4 cái mới chết được con này. Con hiệp sĩ, con rồng, con Latias này. Con này giống Latias mọi người à. Tại vì nó xoay. Ơ mày, nó vừa quýnh, nó vừa biến thành phi thuyền á. Đâu rồi ta? Lập cái này 30000 rồi, 30000 rồi. Phải đi vòng lập đi hết rồng rồi. Ủa này là 60000 hay 30000? Ta cái đồng này đồng nhiêu tiền ta? 10000, 30000 nè mọi người à. Ủa mày đâu rồi? Từ từ chết mất tiêu rồi. Rồi 40000 rồi nè. Trời ơi, nó đứng ở trong cái cột màu đỏ một nồi mà tao tức. Tức à. Quýnh một cái rồi lui ra. À tao quýnh nha, tao quýnh nó lui ra. Đi ra không thì bảo. Con kia muốn làm cái cầu chỉnh lên trên xuống nhúng này nữa chứ. Thu nhúng này. Trời có dây thu nhúng à. Này thì thu nhúng, này thì thu nhúng. À, dụ nó ra ngoài quýnh được. Thu nhúng nè. Ô quá nhiều tiền rồi. Rồi qua lượm liền. Chốc đơn. Ui. Nhìn tiền thế à, thằng mày. Trên núi đâu gì quá cho tiền. 50000 thôi, ok trở về qua cái cổng 50000 thôi.
cổng yellow. Để tao tháo bộ giáp ra tao rồi, lụm tiền miếng. Rồi, yellow ngon lành luôn. Quá trời tiền đây quanh không lụm. Wow, bên đây quýnh con gồng năm đầu. Ê lộn, mấy đầu vậy? Đâu? Tao qua. Ôi, quýnh con này là con gì trong Godzilla nè mọi người. Wow, ôi, mấy con rồng đẹp thật sự mọi người. Ôi, ghê hả? Ôi, đã quá mọi người. Trời, giang khè luôn mày. Ôi, đẹp quá trời đẹp luôn. Con này là con gì nè? Quán, con này con gì nè? Ôi, nó có tuyệt chiêu nè. Cái con này là cái con gì nè? Giống con Ben Ben 10 nè. Con này là con... cái con trong phim con... con gì ta? Con... cái con mà chó mà chạy chạy kìa. Trong Godzilla đồ mấy con mà... con Godzilla nó triệu hồi ra mấy con là mấy con kiểu như là thần thú cổ đại mọi người. Giống kinh công rồi đồ mấy con đó đó mọi người. Tự nhiên quên tên mọi người, để nhớ cái tên mọi người nhớ đem lục bên dưới cho mình biết với. Ôi, quên cái này là rớt tàn là một lần là 1.000 không đó ơi. Ồ đúng rồi, lần một cục nè. Biến hiệp sĩ đi, biến hiệp sĩ đi. Quên một lần là rớt 1.000 tiền. Ôi, nó có tuyệt chiêu nha, nó có tuyệt chiêu. Ờ, nó phun cái gì vậy, nó phun cái gì, tao không chết luôn vậy. Con này là Glorizard hay sao, mình không nhớ cái tên nó lắm mọi người ạ. Con kinh Rolat gì á, con này là con kinh, nó là con kinh. Ôi, bà này là mô hình đẹp quá. Ê, đi lên cầu thang coi trên đây có không? Có cầu thang trên này mà không có rồng trên này cha. Cái này nhiêu tiền rồi mà được nhiêu tiền rồi. Cái này là được 10.000 mọi người, 10.000. Ờ, trên này không có rồng. Ôi, chết rồi. Ê, đây từ test tiền 10.000 coi, cái này là 100.000 đúng không? Mình sẽ test đồng 10.000 không mọi người? Này 20.000 đúng không? The Dragon Heart nữa mọi người ạ. À. Shampoo lần 2 hộp luôn nha. Ê, nói chung là mình điều khiển ra con bé rồng rồi thôi mọi người. Ờ, thôi mua cái đó ra con rồng á. Ra con rồng để mình quýnh mày ơi. Chứ không có gì đâu. Ờ, ra con rồng cho mình quýnh hay gì á. Đây là những con rồng. Chủ yếu là mình nâng cấp lên những bộ đồ này. Đồ 50.000 rồi cổng, chứ là một cái kiến mọi người, mình chủ yếu mình mặc những cái bộ đồ này chứ là mọi người cộng sát thương nó tức cái gì sắc gọi là vua lắm mọi người, lên là cấp vua 100.000 lận hả. Ok luôn, cậy lên 100.000 đúng không? Rồi là rớt cái cục 100 con chứ mấy, 100.000 lận hả? 100 mà bên này nó troll ra lâu quá à. Ê mày đi ở dưới nước á, có nó rớt dưới nước không thấy nha. Nước rồi lượt này ra cũng nhanh mà hai đứa phạm nhanh lắm. Nè dưới góc này là tao quấn quấn hai con rớt. Hai con ép thè rồi hả? Kiếm thiếu tiền để mua con giáp, cái giáp mới. Giáp mới 50.000, mày mua giáp lên cho. Mua 50.000 được. Hay là giờ mình mua cổng, rồi mình nâng cấp giáp. Còn có cái cổng cuối chứ mày, cấp cái giáp đi. Này mới mới thu hoạch ở dưới nước quá trời. Quá trời tiền luôn. Hai mươi ngàn rồi. Ủa trên đẹp mớ nè. Nó phạm mớ nè. Ê 50.000 cũng nhanh lắm đúng rồi. 50.000 cũng nhanh lắm. Chung góp hả? Ừ, tao cho mày nâng cấp bộ giáp nha. Cho mày nâng cấp bộ giáp 50.000. Ui ra quá trời luôn. Ui da đúng chết rồi. Mình đi vườn má mà giữ mình chiếc bộ này đáng lẽ tính phải bộ 4 luôn, quýnh mấy con này mọi người. Giáp 30.000 nè, chuẩn bị nâng cấp giáp cho nó nè. Giáp mới quýnh chắc khỏe hơn. Ơ 40.000 rồi, 40.000. Ôi, tiền kia con này kinh lắm, tiền kia con này hơi bị kinh luôn ấy. Ừ, nó chơi tiền kia chết lẹ quá à. Nó chơi tiền kia đẹp lắm luôn á. 40.000 rồi đó bà, 40.000 rồi. Mà con này khôn quá. Nó đợi tao tới gần nó mới chơi tiền kia. Ôi, chết luôn kìa. 40.000 rồi bây giờ. Đây, mở này là đủ. Rồi, 46.000.
nó phải lên bộ đồ tiếp theo cho quýnh con này tầm cái chết á. Ê mày đưa tao đi, tao đủ rồi nè, tao có 7,000 nè. Trời hai con quýnh tiếp chia tao luôn kìa, thôi lấy ra tao mua cho. Mua mặt thử test cái tao đưa cho. Rồi, ok, đủ tiền trở về thôi. Ủa cái chỗ về chỗ nào á? Quýnh chậm nó một cái cho nó quýnh mình cho chị lại. Tao về luôn rồi. Đâu rồi, giáp level 50,000 cho bỏ 20,000 luôn, nó 50,000 luôn nè. Ồ, cái giáp mới là 20,000. Hồi nãy tao đang mặc bộ 10,000 mà. Ồ, lên giáp mà, tử thần mọi người, giáp tử thần. Ui, có thiệt chiêu vậy? Không có thiệt chiêu vậy. Chắc là kiểu như cộng ram to các thứ á. Ồ, hồi nãy có bộ 20,000 mà không khiến cho người chơi cận chiến 20kg rồi, 210 sức. Ê, cái bên này là cái gì vậy ta? Đổi tiền hay gì? Cái đó đổi tiền á. Để cho test thử bộ đồ này coi nó. Sao yếu vậy trời, bộ đồ này gì mà yếu vậy? Tăng giá không? Thấy bộ đồ yếu nhờ. Quấn hai cái chết phải không ta? Bình thường tao quýnh 3-4 cái mới chết á. 3 cái chết, bộ được quýnh 3 cái chết thì do mình quanh cổng này quá sớm nè. Có thể. Mới quýnh cái gì nhà luôn rồi. Làm được bộ giáp cho nấp mọi người. Mình quýnh nó kiếm chắc cho bộ được quýnh tầm 3 cái nấp. Đồ đồ nấp ơi. Cấp đồ kìa, đồ kìa, đồ kìa, giáp kìa. Đồ kìa, mày đâu? Đó đó. Bỏ đồ ra mới được, bỏ đồ ra, bỏ giáp ra. Rồi. Vô. Biến thành bóng đen. Ờ, có cái hiệu ứng Dracula máy bay sau hợp lý luôn. Lượng tiền thu hoạch tiền thôi, chứ nước còn không? Quá trời trên đường nè. Mấy con này nãy tôi quýnh mấy cái, mình quýnh mấy cái này thôi chứ. 10,000, bây giờ phá 100,000 rồi. Ok, mọi người lên được 100,000 đô rồi mọi người ạ. À. Một bao tải tiền luôn, trời ơi. Ok, vô. Bây giờ sẽ qua Red Portal. Mở cổng chưa? Rồi, let's go. Ui, bên này là... Wow, đây là con rồng gì đỉnh với mọi người. Rồng kỳ lân mọi người ạ. À. Rồng bảy sắc cầu vồng. Ủa con rồng này đánh nhanh chết không mày ơi. Wow, mày tao quýnh lâu chết tí mà. Ui con này có gì vậy, con này là vương miện mọi người á. Ôi quýnh, quýnh nó bớt 3 đồng tiền. Phải không, 3 đồng tiền lận. Để mình nâng cấp. Trời, mình nâng cấp lên xét vua coi như thế nào nha. Xét vua 100,000 lần mọi người cũng khá là lâu ấy. Đây nè, nó quýnh quá trời tiền nè. 1 đồng. Ui, con này rớt 1 lần 3,000 mọi người. Ôi, đi trúng cái ô về nhà nữa rồi. Ôi, giữa đó chứ đâu, ôi giữa màu đỏ, khoanh màu đỏ. Nhanh lên tiền không, nhanh lên tiền không. Quýnh xíu 10,000 nè, này, con này quýnh lần được 3,000 ấy. Ừ, lần được 3 đồng. Có khi chúng ta quýnh cầm 30 con thì chúng ta sẽ lên được bộ đồ vua. Thì tao lại đi trúng cái ô. Con này khá là cùi nha, con này cứ map phăm tiền vậy. Ôi, né cái ô kia ra. Nếu là núi quýnh đây, đừng quýnh ngay dưới, quýnh dưới cái bị... Ờ, tao thấy cái ô phanh ô lên về nhà rồi. Đứng này, con này nó dụ, này nó dụ mình vô cho mình đi về nhà. Mà nó xanh chiếm đảo rồng của nó. Ôi, con này đẹp quá mọi người, con này đẹp ghê luôn á. Ôi, mới phàm xíu 40,000 rồi nè. Ôi, mày thấy kêu nó chưa? Trời, tiệt kêu ghê à, nãy mới thấy nha, nãy mình quýnh thấy mồi nha, chơi tiệt kêu. Mày quýnh mày có cho nó cơ hội chơi tiệt kêu đâu. Ôi, tao đã chơi tiệt kêu nè. Ý. Rồi mày chui đó luôn rồi, tao kêu coi nào. Ôi trời, chưa kịp thấy nó chưa được kêu mọi người, nãy nó quýnh được kêu bảy sắc cầu vồng chiếu rọi vô đầu nó ghê lắm mọi người ạ. À. Ôi kì. Wow. Trời. Đẹp, nhìn kinh dị vậy thiệt luôn. Quá đẹp sờ kêu, quá đẹp thì phải chết thôi chứ sao giờ. 50,000 rồi, 50,000 rồi. Yes. 50. Mình có thể mua được con bé 100,000 này mọi người ạ. Nó trở thành con bé của mình luôn mọi người. À, cái đây là những thợ săn rồng và những con bé rồng VIP nhất đó mọi người. Hôm bữa giờ thấy con rồng đỉnh thiệt sự mọi người ạ. Ôi, tiệt chiêu kìa, tiệt chiêu kìa. À, chết ra, đừng, phong màu tao. Con này quýnh rất là xa nha mọi người. Ừ, nó dí tao rồi, xa ơi là xa. Nhiều tiền rồi, nhiều tiền. Ôi, 70,000 rồi, 70,000 rồi. Nó dí tao nè. 70,000. Ui. Quýnh 3 cái chết.
Ủa chết luôn rồi. Kỳ vậy trời, mới dám lá cà con cái chết luôn. Rồi sắp 100.000 nè, sắp là được chắc vua nè. Ê chết luôn rồi, sắp 100.000 chết ngắt. Lên chắc vua nào, let's go. Đâu rồi? Nhiêu tiền rồi, nhiêu tiền rồi? 90.000 rồi, 95.000. 98 nè. Bên đây có mấy chục đồng nữa nè. Quên lập đi. Rồi đủ tiền rồi, dễ dàng rồi. Wow. 100.000, em sẽ mua được cái giáp vua ở đây mọi người ạ. Tao cái giáp tao đi lượm mấy đồng nè. Ok, wow. Bây giờ trở thành vua xương rồi, nói chung là vua xương. Vua xương có kỹ năng vua xương là gì nha. Ồ, thấy vua xương cũng vậy thôi mọi người ạ, có khác biệt gì đâu. Thử quýnh coi. Quýnh cũng... Ê, hình như rớt tiền nhiều lần, nhiều tiền hơn mọi người ạ. Đâu, xịn hơn không? À, rớt một lần là nhân 7 luôn đó bơi. Ui, mày cái này may mắn luôn hả, ghê vậy? Ờ, cái này quýnh một lần là nhân 7 luôn. Đâu, đâu, thử coi. Nhân 3, à có xác suất rơi. Có xác suất rơi mà nhưng quýnh rất là mạnh nha, quýnh tầm 2-3 cái là chết mày à. Kìa, xác suất rơi xung rất là đúng kinh rồi. Luôn. Trời ơi, một thùi luôn nè. À, quýnh xong là mình phải thay đồ, mình biến thành bộ xương rồi. Rớt một lần là rất là nhiều tiền. Ôi, tuyệt chiêu kìa mọi người thấy không? Đó, mình quýnh cho núp lượm nè. Mạnh lắm luôn á, núp vô lượm một lần xíu 100.000 liền luôn á. Đó, rớt là 4 đồng kìa. Mạnh lắm luôn mọi người, lên bộ đồ này mạnh lắm đâu. Nãy nó quýnh 5-6 cái, giờ quýnh 3 cái chết à. Không kịp ra cho anh quýnh luôn. Rồi, rớt tiền rồi mọi người, rớt lần là 10.000. Ôi, bộ kinh này là trùm diệt rồng mọi người. 40.000 rồi. Lẹ giá mày. 60.000 rồi. Ôi, mang cái bộ đồ này vô núp liền. Trời ơi, tiền về. Lên cái bộ đồ này. 80.000 rồi. Mua con bét đi núp ơi, mua con bét. Ê, mua con bét 100.000 với lại con bét kỳ lân ba đầu á, con rồng ba đầu ấy. Quên hết đống nó đi về. Đi về bố. Đâu rồi, mày đủ chi tiền rồi. 90.000 rồi. Nè, lượm thêm tiền đi. Ê, tại vì mua hai con là một chắc 150 á, hai con là 100.000 với lại 50.000 là 150.000. Farm cho 50.000 đi. Quá lượm, quýnh cho lượm nè. 100.000 chứ chưa có ra mấy con rồng đấy gì. Rồi, rất lần 7 đồng luôn kìa. Wow. Lượm đã luôn á. À, tao đụng bó tiền rồi. 150.000 nha, 150.000 nha. Tao đụng bó tiền, 130.000. Ê da, con kêu quýnh lén mình kìa. Ôi đã kìa mọi người ạ. Này, quýnh lén tôi nè. Quýnh lén nè. Rồi, quýnh một 130.000 rồi. Rớt tiền ngay. Để tao đi coi mấy con bé nhiêu nè. 150, mấy giống như cánh cổng là qua lượm tiền nè. Ôi, mình làm cái bộ đồ này, mình quýnh bọn này có mấy cái chết à. Mà nó quýnh mình cũng có 1-2 cái chết à. 150 rồi. 150 chưa? Đủ rồi. Ok, trở về đi, mua hai con bé màu vàng đó là màu đỏ ấy. Màu hồng thì khá là cùi, chúng chẳng còn mua đâu. Màu đỏ nè. Rồi. Ủa, ê, con vàng là con này hả? Chán thế. Không ăn rộng mày ha. Ồ, đứng mấy này luôn, xịn. Ui, cái con này là kỳ lân mọi người ơi, ngầu. Ra đây farm luôn đó, trời ơi, farm luôn. Farm ở nhà luôn. Con này cũng được mọi người. Ôi, tôi thấy con này đẹp ghê chứ ha. Mục đích kêu mấy con này ra để mình farm mấy mẹ. Tao nghĩ là mình đã thuần hóa được nó, y như là mình thuần hóa được nó rồi đó. Chứ thuần hóa được đó mọi người. Ok mọi người, video của mình tới đây là kết thúc rồi mọi người. Kiểu như mình đã thành vua xương, đã tiêu diệt rồng. À, mình bị hiểu rồi mọi người ạ. Kiểu farm tới nỗi là không còn miếng thịt nào mọi người. Kiểu như đợi chờ đủ tiền tới chết đó mọi người. Ok, bye bye mọi người và hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Ok, bỏ đây ra thôi. Mình là thợ săn rồng và cũng như là thu phục những con rồng về của mình nha. Ok, bye bye mọi người, bye bye.